Trong tổng số 138 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án rạch xuyên tâm trên địa bàn quận Gò Vấp, hiện có 39 trường hợp đã đồng thuận nhận tiền bồi thường và 35 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Bản thân gia đình nhà tôi là người đầu tiên tháo dỡ, giao trả mặt bằng cái này. Đây là một cái chủ trương lớn của thành phố, mà cái thứ nhất là cái thứ hai là cải tạo môi trường. Thì tôi nghĩ là trong lòng thành phố này mà để một cái con kênh rạch này nó tồn tại hàng mấy chục năm, đời sống bà con nói chung là nó cũng không được tốt lắm. Thì bây giờ mà nên đồng thuận để nhanh chóng giải quyết được cái môi trường sống cho bà con. Bàn giao mặt bằng sớm thì nhà nước coi như là cái tiến độ công trình nó nhanh hơn. Và tiến độ công trình nó nhanh hơn thì coi như là mình còn được bao nhiêu thì mình sử dụng bao nhiêu, nó ổn định hơn. Nó ổn định càng sớm càng tốt. Đối với những trường hợp còn lại chưa bàn giao mặt bằng, quận Gò Vấp đang chờ thành phố ban hành bản giá đất mới cũng như hướng dẫn của các sở ngành liên quan để tiếp tục triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ người dân. Từ nay cho đến cuối tháng 9 thì cũng sẽ hoàn tất tất cả các thủ tục để bàn giao. Tuy nhiên cũng phải phối hợp chặt chẽ với ban đền bù cùng các ban ngành đoàn thể khác để chờ cái quyết định bản giá đất mới của thành phố. Dự kiến là trong tháng 10 quận sẽ tổ chức ngay hiệp thương với các hộ dân, tổ chức ngay cái việc mà công bố các phương án bồi thường hỗ trợ để đạt được sự đồng thuận cao nhất của hộ dân về việc mà chi trả tiền bồi thường và thu hồi mặt bằng. Dự án rạch xuyên tâm là một trong những công trình dự án trọng điểm của thành phố. Quyết tâm của quận Gò Vấp thì phấn đấu đến hết tháng 12 năm nay thì sẽ có hoàn thành công tác vận động và bồi thường và phát bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Cùng với Gò Vấp, hiện nay trên địa bàn quận Bình Thạnh, nơi có đến 1.900 trường hợp phải di dời, cũng đang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có thể khởi công trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2028 theo kế hoạch.